Ok. Đã nói mày ăn chung ha. Ok, hay cho mày ăn chung ha. Kiếm gì? Chén xin quá à. Chén xin thật sự luôn á. Nè cái này của con ăn chưa hết nữa mà con dành của ba. Tự nhiên dành của người ta là sao? Mắc cười quá à. Nhà đã rồi, nhưng mà cũng phải ăn lâu, ngon. Ngã gì? Được cái gì?